Chào các bạn nha, đây là địa chỉ nha các bạn. Còn đây là tác phẩm xâm tặng nha các bạn. Xâm tặng cho anh học sinh. Anh này còn vài ngày nữa anh giao khóa nha, cho nên mình xâm hoàn thiện tác phẩm này cho anh đó. Nhưng mà bây giờ lý do ok quá, đa quá. Hình con ngựa là hình cũ, ảnh xâm ở ngoài tiệm nha các bạn. Sau khi anh tới đây anh học, mình thấy cái hình này không ưng ý, cho nên mình phối vô chung với hình này để tạo ra một tác phẩm mới tặng cho anh học trò làm kỷ niệm nha. Tác phẩm này đã xâm được lần thứ hai và hiện tại bây giờ đã lột hình rồi. Đó. Hôm nay mình hoàn thiện một phần này, rồi mai mình sẽ làm hoàn thiện luôn cái bức tranh cho bé nha các bạn. Con ngựa này là ảnh xăm ở ngoài trước khi tới đại học. Sau khi tới đại học mình thấy như vậy, mình phối vô trên đó cái bánh xe, nguyên bộ xe gỗ, rồi chiến binh, giống như một cốt truyện là lửa cháy thành tròn đó, con ngựa gỗ thành tròn. Nhưng mà chưa xong nha các bạn, hiện tại bây giờ lý do tối quá cho nên mình tạm ngưng. Lửa cháy thành tròn nha các bạn. Đây đã hoàn thiện cái phần được gương mặt nha các bạn, nhưng mà chưa xong cái thành la mã, chưa xong nha các bạn. Thành la mã mới tô được mấy cục gạch rồi, ảnh đau quá nhảy dựng. Còn cái nón còn phân nửa nha. Những tác phẩm này xâm tặng cho học sinh là không có lấy tiền nha các bạn. Những anh nào tới đây chịu học thì có thể lấy lại, đây là một hình thức trả lại tiền học phí cho những anh học sinh chịu học nha các bạn. Đó giống như một cái kỷ niệm cho giữa hai thầy trò. Có nhiều anh có những cái hình mà quên luôn cái hình tác phẩm ai là chủ luôn nha các bạn. Nhưng mà có nhiều anh sẽ nhớ những tác phẩm. Anh này còn vài ngày nữa ra khóa nha các bạn. Còn đây là mấy anh này cũng chuẩn bị bay xa nè. Đây là anh Trắng, có chuyến bay đi không có chuyến bay về nè. Anh Hóc Môn cũng vậy luôn nè. Anh này là đi xa luôn nè. Và anh Mặt Quỷ nè, lưu bang nha các bạn. Còn anh kia cũng lưu bang nha. Còn anh này người Hàn Quốc nha các bạn. Anh đây là điếm nha các bạn, sen điếm nha các bạn, sen lai kim. Anh đây là địa chỉ nha các bạn, 32 Trấn Công Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha. Và đây là tác phẩm xâm tặng cho học sinh. Mình sẽ quay gần luôn cho các bạn coi và các bạn có thể bắt lỗi luôn nha các bạn, để mình rút tỉa cái kinh nghiệm tác phẩm sau nha. Chưa xong nha các bạn, đây là chưa xong. Con ngựa là của người khác xăm tới đây học, và mình phối vô thành một bức tranh cho học sinh của mình. Nhưng rất tiếc bây giờ là thời gian không còn nhiều nữa, chưa vô màu nha các bạn. Bức tranh này có màu nhiều lắm nha. Hẹn gặp các bạn đợt sau nha. Bye bye ơi con. Rồi đi xa luôn nha. Đi xa nha. Chào các bạn nha, đây là tác phẩm vừa mới xăm xong xuôi sau một ngày nha các bạn. Xác định đúng là chưa được từ 9 tiếng nha các bạn. Nước mô đã khô và rất là liền lạc, không sát thương. Nhưng mà anh này anh chịu đau yếu quá cho nên tác phẩm nó chưa xong theo ý muốn nha các bạn. Chưa xong liền. Địa chỉ là 32 Thạch Thần Đức. Mỗi một hình xăm là một bài học dành cho học sinh nha các bạn. Cho nên tôi xăm tặng, khi tôi xăm một hình là tôi đều có một bài học dạy riêng hết. Cái này mới xăm hôm qua, tối qua nha các bạn. Không có đèn nha, đèn đớm không có. Bây giờ chiếu đèn vô thử ra. Ở ra con ra coi các bạn hiện cái chữ kính cho nó hiện lên cho đây. Bấm vô con gheo cho nó ra cắt làm tiếp. Đây là anh học sinh khóa 1-8 nha các bạn. Quay mặt lên coi con. Đây anh này được xâm tặng nha. Anh có nhớt lành chưa vậy? Nhớt à? Nhớt rồi. Nhớt mấy ngày ta? 3 ngày chưa ta? Nhớt 3 ngày đó thầy. 3 ngày hả? Thì anh tắm rửa làm sao 3 ngày chưa làm vô đây lọt là bung mờ. 3 ngày sau, 3 ngày sau đã lành nha các bạn. Mài rất là mỏng.
Đây cũng là tác phẩm xăm tặng luôn, dành cho anh học sinh. Mình thích thì mình tặng thôi, không có gì hết. Trừ khi nào mình không thích thì mình không tặng. Còn mình thích thì mình tặng. Nè, mài nó như vậy nè, mỏng lét nha. Đây, nó mài nó giống như con thua cơm trái như nè. Đó, mài như vậy á, đó, xanh nè, mài không có bông như vậy. Dương, tặng trái tim. Không, con nằm yên đi con, để thầy lao thằng đây nó không chịu tắm nè. Nội nè, 3 ngày không chịu tắm, xịt tới mọc luôn con. Đúng ra xăm trong xuôi các bạn phải tắm nha các bạn. Các bạn không chịu tắm, các bạn ở dơ quá cho nên 3 ngày chưa chịu lụt bung nước. Đây cũng là tác phẩm xăm tặng cho học sinh luôn nha các bạn. À, nói về đồ ác của là anh Dương này là đúng ác luôn nè. Đó, anh tắm gửi cho anh ta kiểu này nè, mặt ảnh đúng đê tiện rồi. Thôi ngưng máy rồi, nhớ mày được quyền đặt đó nữa. Được chưa? Đó, bùng rồi đó. Còn thằng nữa. Chào các bạn nha, đây là một tác phẩm được xăm tặng cho học sinh nha các bạn. Ở đây chúng tôi sẽ xăm tặng cho học sinh nếu học sinh nào có đạo đức còn ngoan. Tác phẩm xăm cho học sinh là không lấy tiền nha các bạn. Lý do là đang xăm của anh này anh đau bụng quá cho nên anh tạm ngưng, anh đi chạy vô toilet, anh không xăm nữa. Sau khi lành ra sẽ xăm tiếp lần 2. Tác phẩm này xăm không tính tiền nha các bạn. Giờ mới xăm xong xuôi. Thằng giấy cho thầy ạ. Cho nên các bạn thấy nó đang sưng. Tác phẩm này có tên là Chiến binh nha các bạn, Chiến binh thành tròn nha. Tại vì trên lưng ảnh có một con ngựa cũ và của người khác xăm nha các bạn. Cho nên tôi phối hình này muốn tôi làm hậu cảnh ra thành một cái tập phẩm bánh lưng trên đó nha. Vừa mới xăm xong xuôi, các bạn có thể coi và cảm nhận nha các bạn. Chưa xong. Ở đây địa chỉ chúng tôi là 32 Thích Quận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. 32 Thích Quận Đức, phường 5, Phú Nhuận. Và đây là những anh đồng nghiệp đang sau này học xong xuôi sẽ ra cạnh tranh chung với mình nha các bạn. Đây là anh Nhớt nha các bạn. Đây là anh Dương nha các bạn. Hai anh này cũng được xăm tặng một cái lưng nè. Dở cho thầy coi ra. Đây. Đuôi ra một bước, đuôi ra một bước. Đây. Đây tác phẩm nó xăm tặng nha các bạn. Còn anh này là được sửa nha các bạn. Sửa tác phẩm. Anh này được xăm tặng. Ở đây cũng có một anh cũng được xăm tặng một cái lưng mà cũng là đau quá, đau bụng quá, chạy một tim nha các bạn. Đợi khi nào lành sẽ xăm tiếp nha. Anh này có một cái chuối nữa. Cái chuối ngay đùi rất là đẹp và rất là tươi nha các bạn. Đây đây cái chuối này ở đây xăm tặng luôn nha. Anh này có mật khẩu là cường chuối nha các bạn. Ảnh có hai cái chuối, một cái chuối từ gúng xuống gan tay và một cái chuối ở đùi nha các bạn, gọi là cường đến chuối. Đó, cường chuối. Còn tác phẩm này xăm gian dở, ảnh chờ khi nào lành xăm tiếp nha. Anh này anh đau quá. Khi nào ở đây xăm qua mà đau quá thì chúng tôi sẽ hỗ trợ T1 nha các bạn. Đây là T1. Đó, T1 này sẽ hỗ trợ giảm đau và các bạn thấy bóng thì lên luôn không? Rất là đẹp ha. Đây. Mình lao qua mình sẽ, các bạn sẽ thấy bóng lên liền. Đó gọi là nước thần tiên đó tìm các bạn, xịt cho là mau lành rất thương luôn. Nha, đây là những đồng nghiệp. Rồi, anh này cũng được xăm tặng cái tay nè. Còn anh này là anh Thức Tình của tiệm nè. Đó, anh Thức Tình anh chạy nè. Đây là địa chỉ nha các bạn, 32 Thích Quận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Địa chỉ đây, bạn nào có nhu cầu thì tới tiệm nha. Đây, anh Thức Tình đứng sau lưng đó. Chào các bạn nha, đây là địa chỉ nha các bạn, 32 Thích Quận Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Còn đây là tác phẩm xăm tặng cho học sinh nha các bạn. Tác phẩm này được mới được 40%. Giờ mới xong nhưng mà bây giờ lý do đau quá cho nên tạm ngưng nha các bạn. Chưa xong. Chúng tôi xăm cho nãy bằng khăn ướt.
bây giờ đau quá cho nên anh ấy xin tạm lên. Vừa mới xong được phần này thôi nha các bạn, đây là lá phong giấy nha các bạn. Thả tay kia xuống không, thả tay kia xuống luôn, về dòng về cái đất thôi. Giờ mới xong xong xuôi nữa các bạn, chưa xong nha, mới xong được không, 40% thôi là một tác phẩm bích lưng. Tác phẩm này xâm tặng cho học sinh cho nên chúng tôi làm kỷ niệm nha các bạn. Đối với mình xâm tặng học sinh là không có tính tiền nha các bạn, nhưng mà muốn xâm là phải có đạo đức hay này nọ đàng hoàng mới xâm tặng các bạn. Một hình xâm được kỷ niệm của thầy trò. Đây là tác phẩm xâm tặng, tất cả ý tưởng và hình xăm đều do tôi vẽ. Này anh đang phóng cái tiêu và đang đeo cung ở dưới đây là cái búa. Chưa xong nữa các bạn, mới xong bắt đầu phần sau hậu cảnh nha, hậu cảnh cũng chưa xong luôn nha các bạn. Lý do ảnh đau quá cho nên bận luôn nha các bạn, đau quá nên bận luôn. Ở đây cũng chưa vô màu luôn nha. Khóa học 3 tháng nếu mà anh chịu nổi thì mình sẽ xâm hoàn thiện cho tác phẩm anh này, nhưng mà bây giờ nếu mà đau quá mà tạm ngưng thì khi nào có dịp thì mình sẽ xâm tiếp nha các bạn. Đây là những anh đồng nghiệp học viên nha các bạn. Đây, anh này là anh thích tình của chị, đội nón xanh. Đây là những anh học viên. Đây là địa chỉ nha các bạn, địa chỉ của tiệm bán hàng quận Tân Phú, phường 5 Phú Nhuận, kế bên là số điện thoại nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu vui lòng đến thẳng tiệm nha. Chưa xong nha các bạn, đó là 40% cho một tác phẩm bích lưng xâm tặng nha. Ngày mai xâm tiếp, mai xâm tiếp không anh Cường, Cường Thí. Đau không? Đánh dừng chữ gì? Xây đây. Xây lên, đánh dừng cái gì? Đau không? Đánh dừng sao? Đánh dừng chữ gì thầy? Đánh dừng chữ gì mà thường đánh á? Út, nhờ út nhúc, anh nhục. Bà nội cha nó bây giờ trên đây nó tâm giác rồi lung tung nữa. Dựng vào chơi. Ta đoán là sao ta, cái này là sao ta, tam giác hả, tam giác trần vuông hả, phải không? À, thắng qua cầm máy thôi. Tam giác trần vuông là sao? Phúc Phúc, dạ con chào thầy. Minh Thái, Hồ Nguyễn, con chào thầy và mấy anh em. Quỷ á. Thì Nguyễn, dạ con chào thầy. Lâm Đệ, chào anh. Chào Kiên Khánh nha. Thì em con chào thầy. Chào tất cả mọi người đang xem lấy chương của thầy nha. Anh kịch thả nữa con. Trần Còn, anh đang lớp con anh hay lắm. Chuyên nghe thẳng, con chào thầy và anh em. Hiếu Đức, tức là Tâm Bích Lưng. Tư Lão, chào anh Đạt.
thầy Nguyễn chào con như thầy. Ừ. Dạ. Bây giờ nó mò không nấu ra đúng không? Chẳng biết cảm giác đau chưa? Tâm con chào chú Đạt và các anh. Thằng Tròn chào em đi anh. Mãi Hàng con chào chú Đạt. Bé Đệ xin chào. Tạm Phương em chào thầy Nguyễn Hiệp Hòa. Hello chị ạ. Chị khỏe không? Cái gì ạ? Nguyễn Hiệp Hòa hả? Hello chị Ngọc Đạt, chị khỏe không? Tròn tròn vuông vuông nha bạn. Hiểu không? Mẹ Đệ chào chú Đạt. Hỏi con hỏi chứ Nguyễn Hiệp Hòa nó hiểu không? Thầy nói trả lời đó. Thầy em hỏi chú Nguyễn Hiệp Hòa hiểu không à? Hiểu không hiểu, tròn tròn vuông vuông. Quỷ mời cho thầy đưa thuốc mấy anh ơi. Gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Không thở đi. Thở đi lên đây với cô đâu. Nguyễn Hiệp Hòa hiểu được chết liền. Trời ơi, bên đây giờ người ta đang học tròn tròn vuông vuông, người ta trả lời tròn tròn vuông vuông cũng hiểu. Đau không con? Đau. Vuông chứ. Vuông vuông tròn tròn. Cái lại là vuông. Vuông vuông bị vuông. Vuông nó có hai nghĩa, cái đau cái không đau. Cái vuông lớn vuông nhỏ. Đưa mấy bên thôi. Vuông nhỏ vuông lớn không? Vuông lớn là đau. Vuông nhỏ là đau mà cố nữa. Vuông nhỏ. Vuông nhỏ. Chào chú Đạt. Làm nào cái gỡ cái đây là đau. Kim có rồi. Quỳnh Nguyễn Phú Rạng xin chào. Đây là ít mới của thầy mình nha. Ai em thích thầy, em thích những tác phẩm của thầy chia sẻ lại cho bạn bè cùng xem nha các bạn. Vẽ nó vô lắm, vô vẽ gì vậy? Phú Thành, hình gì vậy bạn? Hình vuông và hình tròn, hình tròn và hình vuông. Trân trọng con chào chú. Chú anh Thái, dạ con chào thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe. Trần Chí Cường phu phu cha thầy ạ. Chết mập. Em có cái sáu dòng ở đây đã đi đâu cái mẫu tả rồi đó. Cho lên có thầy là địa chỉ của tiệm mình nha các bạn. Đứng đi mập đi đâu hả? Đứng đi mập, mất tao mua cho, mất tao mua cho mày xe mới. Chứng biểu, xong có đau không anh? Nguyễn Hiệp Hòa, em chỉ biết hình tròn tròn vuông vuông thôi. Còn ý nói gì thì em xin thua. Nguyễn Hồng Lĩnh, chào mọi người ạ. Chào tất cả mọi người đang xem livestream nha. Trần Chí Cường, nó kiểu bộ giáo dục mới dạy á thầy. Quá Quỳnh Chí Cường quá ngưỡng mộ á. Mình đi đường này mình chạy đó được đâu, xe nó. Anh Đạt nhìn đẹp. Đẹp trai quá, chắc khoảng 35 đến 40. Nhà nhập ở sau, lộ ra.
Rồi em nội. Rước cái chắc là chào các bạn nha, đây là địa chỉ của tiệm nha các bạn, 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha các bạn. Kế bên là số điện thoại nha, kế bên số điện thoại là địa chỉ của tiệm nha các bạn. Đây là tác phẩm xâm tặng nha các bạn. Bây giờ là tối rồi. Ở đây cầm máy với em đi đâu rồi, bao tay đâu. Đây là chiến binh nha các bạn. Trời ơi, tao nhớt vô. Nhớt có làm không? Đây nè. Còn cái này không nhớt đánh đâu. Còn 2 sầm chứ. Trời ơi. Chờ mặt đó thôi, mặt đó thành lắm. Văn cảnh chào thầy Đạt. Mi An thức thế, muốn sao mà không có kinh tế. Tâm hữu kinh tế rồi. Mỗi tiệm ra gặp mọi người giống như bạn người ta dẹp tiệm mà. Đúng rồi, tại sao người tiệm ra một loại nữa. Dương Vũ Luân, chào chú Đạt. Tiền Phong, con Trần Khang, con chào chú Đạt. Vàng Bạc Định Loan, ngưỡng mộ huynh quá. Quốc Vũ, con chào chú. Dương Vũ Luân, biết lưng luôn hả chú. Trần Khang, 12 giờ rồi mà vẫn làm hả chú.
Diều Phạm, con chào tất cả anh em, chúc thầy và tất cả anh em một buổi tối vui vẻ. Chung mua đồ trong đêm luôn hả anh? Minh Quang Ly chào thầy đêm khuya. Tiến chưa nghỉ nhậu hả thầy? Dương Vũ Luân đam mê nghề xăm mà gia đình không cho.
Duy Khánh Trần, thầy ơi chưa nghỉ hả thầy? Lành Văn, hello, hôm nay làm trễ với anh. Lành Văn chúc anh và tất cả anh em trong tiệm một buổi tối vui vẻ. Trần Khang, chú đặt tâm hình gì vậy ạ? Đúng rồi.